5 tháng 6 là sẽ mở bán. Mùng 5 tháng 6, mọi người lưu ý nha. Mũ cũng thế luôn. Mũ cũng thế, áo cũng thế là thằng các sản phẩm mới là áo, điều là mùng lôi đấy. Đúng rồi, là ra mắt hôm mùng 5 tháng 6 lên cả nhà trong livestream của Phạm Quang Linh Official nha mọi người ơi. Siêu là show mega khủng luôn. Đây mọi người nhớ ở đây săn deal nha cả nhà. Ờ đúng rồi, áo mét 6 46 kg mặc xem mở cho em nhá. Có bò miếng không ạ? À? Hết bò rồi anh ạ. À? Hết bò rồi. Phút bên lề là chỉ có xoài thôi, còn được 3 suất nữa thôi. Hết nhanh hết lắm. Hết mưa thôi anh. Hết mưa rồi anh, chỉ có là muối xoài xe dẻo thôi à? Hết chưa? Còn đúng 1 suất nữa mọi người ạ. 1 suất nữa thôi. Mà phải nhanh tay. Nhanh đây. Hôm qua bảo có bạn đại lý bên Nhật Bản like là đúng đấy, là đúng của đối diện bên trong. Hôm qua một bạn like TikTok ấy. À thế à, hôm qua một có một bạn like TikTok là ở bên Nhật Bản ấy, là chính là đại lý. Bạn là đại lý chính hiện tại của bên mình nha mọi người ơi. Những anh chị em nào mà đang ở Nhật Bản ấy, mọi người muốn mua hàng thì cứ qua link ấy, mọi người đặt hàng nha mọi người ơi. Bạn ấy là phân phối độc quyền của bên Quang Linh Store tại Nhật Bản đấy. Mọi người cứ yên tâm nha, mọi người cứ yên tâm. Có đúng một suất lắm mọi người ơi. Hôm qua chị mua rồi nên hôm nay khô túi rồi. Ôi, cảm ơn chị Khô Kiều Anh nha. Đấy, chị mua ở nick em hay mua của nick Linh hay mua nick Nhật Lê hoặc mỗi ai em cũng mừng mà. Cứ bán hết cho công ty là được. Lôi đâu ạ? Lôi hiện tại đang đồ Remy với là Nhật Lê đang nằm ở nhà, đang nằm ngồi chơi ở Nhật Bản. Đây. Mọi người thông cảm, mỗi buổi thông cảm nhá. Bây giờ vừa hàng chưa có người để tiếp áp vào rồi. Chưa có ai. Chưa có đâu. Anh đang mới này. Anh đang vượt bài đấy. Chờ mình một tí nhá. Đây là mẫu mới ra đây mọi người. Đây là mẫu mới ra đây. Đây là mẫu này mẫu mới ra để ngồi cạnh cạnh mặt tiền lôi cho nó vui. Đây là mẫu mới đấy, mẫu mới bán lúc tối đấy. Cũng cháy hàng lắm. Có hai màu. Ngủ thì bố lôi bảo mà ra bên này chỉ có ăn bên ngủ mà. Ăn này ngủ không đi làm gì cả. Đây, bây giờ cho việc đi làm bên này. Bây giờ đi làm bán hàng nhá. Livestream. Livestream. Ừ, livestream bán hàng giống như lôi này. 5-4-3-2-1 ghim. Đấy, đây là việc làm. Mét 6-4-6 ký á. Mặc áo lôi đến đâu thì mặc cho mình một CM hoặc CS nhá. Mua thêm quần cho bố lôi đi. Bố lôi thích mặc kiểu quần này. Hôm sau đang tính mua cho bố lôi mấy cái quần bò thêm ấy. Bên Nhật mua của ai được. Bạn cứ có là quán biết là Quang Linh Store tại Nhật Bản sẽ ra mà. Trên TikTok ấy. Cho thêm xoài với. Hết xoài rồi mọi người. Hết xoài rồi. Có áo có L gửi nha Hoàng. Chỉ có size M thôi chị ạ. Hiện tại bên em chỉ có size M thôi. Hết rồi. Rất kiểu ra vẻ. Ở mô đó Hoàng. Bên em đang ở công ty nha. Khô bỏ miếng hết rồi. Linh hôm qua bán cháy hàng hết cả rồi mọi người ạ. Hết rồi. Chỉ có là khô heo. Có khô anh nhỉ. Để chờ một tí nha. Để nói chung là mọi người thích sản phẩm gì cứ comment lên em. Để em kiểm tra xem còn hàng không. Khô heo còn à. Cứ lên áo đấy nhỉ. Anh có cho hết vào giỏ hàng đấy mọi người biết thôi. Từ từ anh kiếm cho em kéo này cái. 60 kg, 65 kg mặc cái CM nhá. CM cũng được chị ạ. 65 kg mặc CM cũng được. Bạn chứ bán nước chanh dây. Úi giời. Mọi người xem mọi người thích muốn mua nhiều nhỉ. Hay là lên tầng 5 mình livestream bán tí nhỉ. 70 kg mặc CL đi. Nhưng mà hiện tại cái áo này là chỉ có áo này đúng không? Mọi người muốn mua áo này luôn à? Áo này Hoàng chưa có, mới đăng qua nhưng mà chưa có. Hay là anh bảo được anh ghim được không? À, đây được. Hay là mà áo này tầm khoảng 15 phút nữa thì mình sẽ lên được mọi người ạ. Nếu mọi người thích sản phẩm gì thì mình sẽ lên trước. Hay là lên khô heo nhỉ? Hay là mình lên khô heo trước. Chứ còn áo này phải tầm khoảng 15 phút nữa thì mới lên được. Thêm áo lôi size L đi. Áo lôi size L thì tầm khoảng ngày 5 tháng 6 nhỉ. Ô, khoảng nhầm 26 tháng 5.
trong cái livestream của chị Hằng thì sẽ có. Linh đang làm video, xóa hết rồi, mọi người. Mọi người lên khô heo nhá. Áo anh đang mặc, mình mặc CM, lên khô heo nhỉ. Đấy, bây giờ sẽ lên tảng khô heo. Nhưng mà khô heo ở đây không có. Mình đúng không? Anh em đang ngồi nói chuyện thì thấy mọi người bảo muốn mua thì nè. Mình dơ tảm cái này như cả nhà ấy. Mình dơ tảm cái này nhá. Khi nào có xoài, tầm một ít hôm là sẽ có nhá. Mình đang mặc CM. Đây, cái này cũng CM nhá. Nhưng mà 15 phút nữa là sẽ lên áo này. 15 phút nữa sẽ lên áo này. Áo này có hai màu, cực kỳ đẹp luôn. Mệt 55, mệt 56, 50kg mặc cho em size S nhá. Bây giờ em sẽ lên, đây này, ghim nhanh. Ghim này. Những anh chị em nào muốn mua, khô heo, mọi người mua nhá. Đấy. Những anh chị em nào đang thấy giá đang là bao nhiêu, mọi người comment cho em biết được không ạ? Mọi người comment cho em biết khô heo 250g giá đang là bao nhiêu được không ạ? Em không biết, em like này không có máy để mà xem. Mét 75-65kg mặc cho em size L, mét 70-62kg lấy cho em size M nhá. 130k là bằng cái giá là Linh mua tối Linh bán 65k. Sao rẻ được? 100k là quá rẻ này. 112k, 100k, 110k này. Lên mấy suất anh? Còn đúng 72 suất. Còn đúng 72 suất thôi. Trong kho đúng 72 suất. Trong kho đúng 72 suất thôi cả nhà. Giá đang là 130k cho gõ cho hộp 250g này. Chị Lê mặc áo đó là size gì? Nhật Lê mặc áo này là size S hoặc CM nhá. S hoặc CM. Chào vợ em đi anh. Áo anh đang mặc có đủ size, áo mình đang mặc á là ngày 26 tháng 5 là trong livestream của chị Hằng là sẽ mới có. Hết size rồi. Nay có nón không em? Cũng không có luôn. Phải đợi đến phiên livestream của chị Hằng. Nón là các bộ áo mới là phiên của Linh mùng 6, à mùng 5 tháng 6. Đấy đúng rồi. Nhưng bây giờ mình sẽ nói lại nhá. Tất cả mùa mới, với cả mũ là ngày mùng 5 tháng 6 là trong phiên livestream của Linh. Áo mũ quần mũ. Anh nhiêu ký? Mình là 62 ký, 62, 63 ký gì đấy. Bây giờ mình sẽ lên kim ngân kim khô heo nhá. Khô heo là 130k, được free ship. Hạn sử dụng là 6 tháng kể từ ngày sản xuất. Áo chị Lê mặc áo đen là size M, CS, CS gì đấy. Tiên mặc M đấy. Tiên là mặc M đấy. Thủy tiên mặc M, hôm mặc M mới hết. Cả tiên mặc M đấy. Mặc cực kỳ đẹp luôn. Linh ra cái view xuống thì gắn tiền rắn gắn dầu hàng là view xuống mà. 47kg, 1m58 lấy cho mình Lê mặc size M luôn. Lê mặc size mặc M, size M cũng được. Lê thích mặc rộng. Lê nhật Lê thích mặc rộng. Mặc không bưng mặc là tiên, tiên cũng cao thì mà mặc size M mà. Mọi người canh nhanh tay mọi người ơi, khô heo nhanh chị em nào mà đợi lúc này comment muốn mua khô heo mọi người cứ mua đi nha, 130k thôi, free ship bảo hành cả nhà đến. Quên hạn sử dụng là 6 tháng cái này rồi xuất nhá. Mọi người mua hàng xong mọi người không ăn là mọi người có thể bỏ vào tủ lạnh để ngăn mát cho em cũng được. Dùng càng lâu càng ngon, ăn càng lâu càng nghiện. Cái này mà bỏ vắt có thịt chanh các kiểu nữa trời. Hết sạch cũng là 7, mê 6 mặc size S đến đâu ạ? Mẹ 6 thì mặc cho mình size M cũng được, size S được. Nhưng mà kiểu dáng người của bạn thế nào, dáng mà dáng cao thì mặc size M đi. Mẹ 64 50kg lấy cho em size S đi ạ. Mẹ 64 50kg lấy cho em size S nhá. Không có khô bỏ mình, hết rồi. Hôm qua Linh bán cháy hàng luôn. Tôi thật sự luôn đấy, nếu mà có thì mình bán. Còn bây giờ là chỉ có khô heo thôi. Khô heo thì cũng đang có một số lượng tầm khoảng 70 hay là bao nhiêu cái ấy. Đấy. Nên là mọi người phải nhanh tay không hết. Lần này hết rồi. Hết cả tháng rồi. Một tạ các mét 8 thì không có sai anh ạ. Không có sai ạ. Mét 6 52kg lấy cho mình CM nhá. CM CS nhá. Đã mua khô heo cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị Quỳnh Hoa nhá. Khô heo 130k 250g. Có giá là 130k thôi. Được free ship cả nhà ơi. Khô gà mình bán còn không? Hết luôn. Mẹ 660kg mặc cho em size S hoặc CM nhá. Hết rồi cả nhà, hết rồi. Khô bò, khô gà hết rồi. Chỉ có khô heo thôi, đúng khô heo thôi. Còn 4 năm gói ra thì chỉ còn đúng khô heo thôi mọi người ạ. Em sẽ bò ra hết rồi. Khô bò hết rồi. Mẹ 55, 52kg được. Khô bò mẹ liệu còn. Khô bò mẹ liệu thì còn. Khô bò mẹ liệu thì còn nha cả nhà. Ghim rồi đấy. Ghim rồi.
Bây giờ xấy kim lên khâu bỏ mè liều nha mọi người ơi. Khâu bỏ sợi mè liều. Ôi trời ơi, trong kho, trong chỗ làm của anh Tâm này. Đây. Lăng nách là mùng đầu tháng 6 mới có. Lăng nách thì đầu tháng 6 mới có nha mọi Tuấn người. Tuấn Thu à? Chầm người chưa? Chầm người. Ngoan xin nhờ chú Linh đâu.